Trong những năm 80-90, dòng phim người lớn xuất hiện đầy rẫy trong điện ảnh Hồng Kông. Đây cũng là dòng phim gặt hái được thành công lớn về mặt thương mại. Đây cũng là dòng phim đưa nhiều tên tuổi của các diễn viên lên. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, những bộ phim có đề tài này đã bị coi là bất hợp pháp ở Trung Quốc, khiến dòng phim này ngày càng giảm dần. Các diễn viên phim người lớn ngày một có bước chuyển mình, tìm cho mình con đường phát triển riêng. Cùng nhìn lại những gương mặt quen thuộc thời kỳ đó và cuộc sống hiện tại của họ. Diệp Ngọc Khanh. Diệp Ngọc Khanh sinh năm 1967, được coi là một trong những biểu tượng gợi cảm Hồng Kông thập niên 90 khi góp mặt vào những thước phim 18 cộng nóng bỏng như Hãy chiếm lấy em, Người đàn bà đẹp khát khao thầm kín. Sau một thời gian đóng phim người lớn, Diệp Ngọc Khanh đã có bước chuyển mình khá thành công khi chuyển sang con đường ca hát làm MC và sau đó là góp mặt vào nhiều bộ phim chính thống như Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Tân Lộc Đỉnh Ký, Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Trắng. Với bước chuyển mình thành công từ nữ diễn viên cấp 3 sang dòng phim chính thống, Diệp Ngọc Khanh được xem là người tiên phong mở đường cho các nữ diễn viên từng đóng phim người lớn như Thư Kỳ chuyển hướng. Vào năm 1996, Diệp Ngọc Khanh kết hôn với ông trùm cửa hàng tạp hóa New York Hồ Triệu Minh và họ có chung 3 người con. Thật không may, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến công việc kinh doanh của ông xã Diệp Ngọc Khanh, dẫn đến việc phá sản cùng món nợ lên đến 50 triệu đô. Đơn Lập Văn. Là một nhạc sĩ tài năng, Đơn Lập Văn từng là tay bass cho ban nhạc rock Blue Jean của Hồng Kông những năm 80. Ngoài ra, Đơn Lập Văn cũng là một diễn viên tài năng. Anh được chú ý với vai Tây Môn Khánh trong Phan Kim Liên, Tiền Thế Kim Sinh 1989. Nhờ đó, anh đã nhận được đề cử giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho diễn viên mới xuất sắc nhất. Tuy nhiên, khi nhắc đến Đơn Lập Văn, ngoài hình ảnh anh chàng Tây Môn Khánh điển trai, khán giả còn nhớ đến một nam diễn viên chuyên đóng phim cấp 3 trong những năm 80-90 với các bộ phim như Liêu Trai, Diễm Đàm và Kim Bình Mai là những phim thành công về doanh thu phòng vé. Vào năm 2008, Đơn Lập Văn kết hôn với nữ diễn viên Hồ Bội Úy. Hiện cả hai vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật, tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế. Từ Cẩm Giang. Từ Cẩm Giang sinh năm 1961 là một cựu sinh viên của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu. Trước đó, anh đã tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất của TVB, nơi đào tạo ra những tên tuổi lớn như Lưu Đức Hòa, Lương Triều Vĩ. Bất cứ ai đã xem phim cấp 3 trong những năm 80 và 90 sẽ nhận ra nam diễn viên Từ Cẩm Giang, người thường được chọn vào vai kẻ xấu hoặc một kẻ săn mồi tình dục. Nam diễn viên sinh năm 1961 tham gia nhiều bộ phim nóng như Nhục Bồ Đoàn 1, 2 và 3, Sắc Tình Nam Nữ, Khu Đèn Đỏ, Vũ Khí Nguyên Thủy. Nhờ tham gia hàng chục bộ phim nóng, Từ Cẩm Giang được người hâm mộ đặt cho biệt danh Vua Phim Cấp 3 Hồng Kông. Bên cạnh việc khoe thân đóng những cảnh dán nhãn 18 cộng, Từ Cẩm Giang còn chứng minh được thực lực diễn xuất ở lĩnh vực phim truyền hình điện ảnh như Quang Sẩm Lốc Cốc, Lộc Đỉnh Ký 1992, Ý Thiên Đồ Long Ký 1993, Lục Chỉ Cầm Ma, Phi Hồ Ngoại Truyện, Anh Hùng Bản Sắc 1993. Thường được giao vai phóng túng trong thể loại phim 18 cộng, song ngoài đời, Từ Cẩm Giang có tổ ấm hạnh phúc bên vợ là Ân Trúc Bình. Hiện tại, Từ Cẩm Giang vẫn tham gia đóng phim ở Hồng Kông và Đại Lục. Ngoài ra, Từ Cẩm Giang còn thành lập một trung tâm nghệ thuật tại An Huy để quảng bá nghệ thuật nước nhà ra thế giới. Các tác phẩm của ông cũng đã được trưng bày tại Grand Palace Paris, cũng như xuất hiện trong một loạt bộ sưu tập tem của Bưu điện Trung Quốc. Diệp Tử My. Nổi tiếng với khuôn mặt nhỏ nhắn và thân hình gợi cảm, Diệp Tử My nổi tiếng với bộ phim Nhục Bồ Đoàn. Đây cũng là bộ phim cấp 3 có doanh thu cao nhất ở Hồng Kông. Những bộ phim mà Diệp Tử My đóng vai chính hầu hết đều rất lạ. Cô ấy dường như chưa bao giờ xuất hiện với tình trạng khỏa thân trong bất kỳ bộ phim nào mà cô ấy đóng. Bên cạnh những bộ phim cấp 3, Diệp Tử My còn hợp tác với Vua Hài, Châu Tinh Trì trong nhiều bộ phim như Thánh Tinh, Anh Em Trừ Yêu hay Truyền Nhân Của Rồng. Năm 1994, Diệp Tử My bắt đầu rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, dành nhiều thời gian hơn cho bạn trai bác sĩ Lữ Tích Chiêu. Năm 2006, các phóng viên của Us Weekly bắt gặp Diệp Tử My dắt chó đi dạo trong khu phố Rivers Bay. Cô cho biết mình đang có mối quan hệ ổn định với bạn trai, nhưng chưa có kế hoạch kết hôn hay sinh con. Khi được hỏi liệu cô có dự định quay trở lại lĩnh vực giải trí hay không, Diệp Tử My bác bỏ quan điểm này và cho rằng bản thân cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình một thời gian dài tham gia nghệ thuật. Năm 2018, người ta xác nhận rằng bạn trai của Diệp Tử My đã qua đời vì một cơn đau tim. Nhậm Đạt Hoa. Là một gạo cội của màn bạc Hồng Kông, Nhậm Đạt Hoa nổi tiếng với những vai phản diện ác bá. Nhắc đến Nhậm Đạt Hoa, khán giả sẽ nhớ ngay đến ông trùm cùng dòng phim Người Lớn. Với bộ phim chính đầu tay của Nhậm Đạt Hoa và Lạc Bích Kỳ Dục Hỏa Phẫn Cầm 1980 được giới chuyên môn đánh giá táo bạo gây sốc thời bấy giờ. Ngoài ra, Nhậm Đạt Hoa còn gắn liền với hàng loạt phim cấp 3 như Hương Cảng, Vũ Nam, Gigolo and War, Biến Động Kinh Hồn. Dù thường xuyên đảm nhận những vai diễn gai góc hung ác và dính tai tiếng liên quan đến xã hội đen, nhưng bản thân Nhậm Đạt Hoa lại là nam diễn viên nổi tiếng chiều vợ con hết mực. Lý Hoa Nguyệt. Lý Hoa Nguyệt sinh năm 1956 là một Hoa Kiều người Mỹ trở về quê hương Hồng Kông xây dựng sự nghiệp. Ngay từ lúc bước chân vào nghề, Lý Hoa Nguyệt đã chọn phim nóng cho sự nghiệp của mình. Tên tuổi của Lý Hoa Nguyệt còn gắn liền với các bộ phim như Mãn Thanh Cấm Cung Kỳ Ảo, Ngược Chi Tuyến, Bát Tiên Phản Điếm.
Không những vậy, Lý Hoa Nguyệt còn đảm nhận vai trò viết kịch bản và làm đạo diễn. Bộ phim đầu tay với vai trò đạo diễn của cô là Trilogy of Blood. Đây cũng là bộ phim giúp cô thu về được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của cô không kéo dài. Sau khi hoàn thành dự án The Ghost 2001 ở Mỹ, cô dường như rút lui khỏi làng giải trí. Vào năm 2013, các tay săn ảnh chụp được cảnh cô đi mua sắm ở một trung tâm thương mại với gương mặt nhăn nhúm, sọc sệt, cùng nhiều di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.